Chase. Và hôm nay Mimi CC cho mình làm một cái nhà của Badtzmaru luôn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là trang trí một cái nhà như vậy nha. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu thì các bạn đừng quên bấm nút đăng ký nè, bấm luôn cả cái chuông này để ủng hộ Mimi CC nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Hôm nay thì mình sẽ chọn ngôi nhà miễn phí để trang trí nha. Ở trong nhà này trống trơn nên mình dọn hết rồi, để bây giờ chúng ta thiết kế nào. Thì bye.